Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món lộn thập cẩm nhé. Để làm món lộn thập cẩm thì các bạn chuẩn bị cho mình thứ nhất là xoài xanh các bạn nhé, chua và quả đu đủ, một củ cà rốt nếu mà bé nhé, đây củ này to mình cắt ra bút, một quả dưa chuột các bạn ạ, và các bạn cho mình nửa cây bắp cải tím nữa nhé để lấy màu cho đẹp nữa các bạn ạ. Và lạc thì các bạn đã dập ra cho mình từng này. Và nước thì nước làm lộn đấy các bạn ạ. Mình đã có video hướng dẫn các bạn cách làm nước làm lộn rồi đấy. Mình làm một bịch như này các bạn nhé. Độ khoảng độ 100ml chẳng hạn. Và các bạn chuẩn bị cho mình này tai heo và giò hái nhé. Và một ít rau thơm nữa các bạn ạ. Vì mình có nước làm lộn rồi nên mình không cần phải chanh những cái thứ đó. Trước tiên thì các bạn sẽ đi sơ chế cho mình những thứ này nhé. Thì dưa chuột thì các bạn rửa sạch cho mình rồi. Xoài thì các bạn bào ra, các bạn có thể ăn cả vỏ hoặc là mình gói nhé. Mình sẽ lạo ra, mình sẽ lạo cả những cái này nữa và mình thái các bạn nhé. Các bạn lạo cho mình khi lạo cà rốt ấy, mà đu đủ xong ấy, thì các bạn nên cho vào một chậu nước muối loãng các bạn nhé, hoặc nước không cũng được các bạn ạ, thì nó sẽ hết cái nhựa của đu đủ đi các bạn, rất nhiều nhựa. Thì mình lạo xong cái các bạn nướng luôn vào chỗ nước cho mình nhé. Đu đủ xanh thì nó nhiều nhựa, mình lại vừa ngắt ở trên cây xuống. Các bạn làm đu đủ xanh thì nó sẽ có độ giòn hơn là các bạn dùng đu đủ ương các bạn nhé. Đu đủ ương thì nó sẽ ngọt hơn nhưng mà nó lại không có độ giòn. Thì các bạn nướng cho chỗ nước cho mình nhé. Và cà rốt các bạn cũng lạo ra cho mình. Sau đó các bạn rửa sạch cho mình nhé. Bắp cải tím thì mình sẽ thái ra các bạn nhé. Cải bắp thì các bạn thái nhỏ ra cho mình nhé, mỏng và nhỏ ra. Mỗi thứ các bạn chỉ chuẩn bị cho mình độ 50g thôi các bạn nhé. Sau khi thái cái bắp xong thì các bạn đi rửa cái bắp cho mình thật sạch và ráo nước các bạn nhé. Thì các bạn sau khi các nguyên liệu xong nhé, bây giờ các bạn bào ra cho mình nhé. Cà rốt các bạn bào sợi dài ra cho mình. Mình dùng từng này thôi các bạn ạ. Sau đó các bạn bào cho mình đu đủ nữa nhé. Mỗi thứ khoảng 50g thôi các bạn nhé. Vì mình làm lộn thập cẩm này nó nhiều mà, nên chỉ cần như thế là đủ. Đến xoài xanh các bạn cũng bào sợi cho mình nhé.
Xoài xanh xanh mới đủ gần với nhau. Xoài xanh này thì các bạn là nên chọn phải chua nhé, thì mình làm lộn nhé, nó sẽ có vị chua chua và ngọt thôi. Và bây giờ đến mình sẽ làm đến phần dưa chuột. Dưa chuột thì các bạn là có thể bỏ vỏ hoặc là chúng ta để cả vỏ để chúng ta ăn cho có độ giòn các bạn nhé. Đến phần ruột thì các bạn không nạo nữa nhé, các bạn chỉ bào cho mình cái phần vỏ cùi thôi. Vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi đấy. Và cái bắp các bạn trần qua, các bạn là rửa qua, mình tráng qua nước lọc vậy nhé, trước khi ấy nhé. Rồi bây giờ mình sẽ bày vào đĩa. Các bạn cho ra đĩa cho mình này, mỗi thứ mình sẽ làm một góc các bạn ạ. Một góc dưa chuột này, một góc đu đủ. Vì khi chúng ta đi ăn cỗ ấy, đám cưới hoặc là các thứ, họ hay đặt những cái món lộn như này là làm cho mỗi góc một cái, rồi sau họ sẽ cho mình nước vào đĩa các bạn ạ, và sẽ cho nước làm lộn với nạc ở lên trên, là có thể lúc nào ăn thì trước khi ăn độ 10-15 phút thì là sẽ trộn đều lên tất cả. Cái đĩa này của mình hơi bé một chút các bạn ạ. Và các bạn cho mình giò này, góc này và tai heo nữa các bạn nhé. Và một ít rau thơm. Các bạn cắt ra nhé. Thì các bạn khi mình đã bày xong đĩa rồi nhé. Và các bạn có thể cho đặt lên như thế này. Nếu khi nhà ta có khách ấy, các bạn đặt những túi này lên trên. Và lúc nào có khách ăn thì trước khi ăn 15 phút hoặc 10 phút thì chúng ta sẽ dỡ nước này vào nhé. Và mình sẽ rắc nạc lên sau cùng các bạn ạ. Là mình đã có được một món lộn ăn nhé. Với nước làm lộn thì mình có đã có video hướng dẫn các bạn trước rồi các bạn ạ. Nên là bây giờ các bạn chỉ cần cho các nguyên liệu này vào với nhau đều là các bạn có thể thưởng thức rồi. Bây giờ mình sẽ nhắc lại nguyên liệu các bạn nhé. Mà với 500g 50g cải bắp tím này, 50g đu đủ này, 50g tai heo này, 50g xoài xanh này, 50g giò, 50g đu đủ, 50g cà rốt bạc sợi và độ 50g rau húng cũng được các bạn, hoặc tùy theo cái rau thơm này thì mình không cần thiết là nhiều. 50g nạc và độ 100ml nước lộn các bạn nhé. Thì là các bạn đã có được một món lộn cho gia đình nhà mình thưởng thức rồi. Khi mình đi ăn đám cưới ấy, thì họ hay đặt những đĩa lộn như thế này các bạn ạ. Thì là khách đến ăn là chỉ cần tháo hết ra là xong rồi. Các bạn thích có thể làm cho gia đình nhà mình thưởng thức nhé. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Ẩm thực miền quê nhé. Với những món ăn đơn giản và lại ngon các bạn nhé. Đĩa này của mình bé nhưng bây giờ mình mới trộn ra thì nhìn nó không được đẹp, nên là mình để nguyên thế này.